Xin chào các bạn, mình là Thảnh, hiện là nhân viên của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Thì trong chương trình du học hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một trường, đó là trường Dynaspeech English của New Zealand. Thì các khóa học Anh ngữ của Dynaspeech, khi các bạn học Anh ngữ tại đây thì bạn có thể giao tiếp trực tiếp với giáo viên bản ngữ kết hợp với sử dụng công nghệ nghe, nhìn và máy vi tính tiên tiến nhất. Mỗi ngày học sinh sẽ học 5 giờ tiếng Anh với hai lớp học. Thứ nhất đó là lớp học Dynaspeech Supplementary Class, học các môn Anh ngữ quốc tế, kinh doanh và giao tiếp, tiếng Anh chuẩn bị cho chương trình văn hóa. Mỗi ngày các bạn sẽ học 3 giờ và với tối đa là 12 học sinh, trung bình là 9 học sinh. Chuẩn bị tiếng Anh cho học trung học hay các trường đại học, tiếng Anh để phỏng vấn, trình bày, tiếng Anh kinh doanh, các kỹ năng phục vụ cho việc nhập cư và thi lấy bằng IELTS, TOEFL và Cambridge. Thứ hai đó là lớp Dynaspeech Mainstream Immersion Class, với 2 giờ học mỗi ngày, với tối đa là 6 học sinh, trung bình là 4 học sinh, để thực tập chuyên về các kỹ năng cơ bản, chú trọng cho việc thành thạo kỹ năng nghe, nói, viết tiếng Anh. Thời gian học là các khóa học kéo dài từ 5 đến 50 tuần, bắt đầu vào mỗi thứ hai. Hoạt động ngoài khóa thì mỗi tháng thì trường sẽ tổ chức chuyến đi chơi cuối tuần và hai chương trình hoạt động xã hội khác nhau. Ngoài ra còn có các hoạt động khác bên cạnh các chuyến đi chơi cuối tuần và những ngày nghỉ ngắn hạn vào mùa cuối tuần. Sự đón tiếp và nơi ở thì dịch vụ đăng ký chỗ ở với nhà dân, giúp tìm nhà ở cho học sinh và cung cấp dịch vụ đón tại sân bay là miễn phí, đưa đón học sinh về nhà. Các gia đình tại Auckland thân thiện sẽ làm cho bạn cảm thấy thoải mái, an toàn và yên tâm. Tất cả nhà dân đều có các tuyến xe buýt trực tiếp đến khu vực trung tâm thành phố và đến trường Anh ngữ Dynaspeech. Thứ tiếp theo là về phần chi phí và học bổng. Chương trình 5 đến 15 tuần thì học phí là 325 đô New Zealand một tuần. Nếu bạn đăng ký học 12 tuần thì các bạn sẽ được miễn phí học một tuần. Thứ hai đó là chương trình 16 đến 48 tuần thì học phí là 295 đô New Zealand một tuần. Nếu bạn đăng ký học 24 tuần thì các bạn sẽ được miễn học phí là 2 tuần. Nếu các bạn đăng ký 36 tuần thì sẽ được miễn học phí là 3 tuần. Đặc biệt nếu bạn đăng ký học 1 năm, bạn sẽ được miễn học phí là 3 tuần cộng với học bổng là 1.000 đô New Zealand cho năm học tiếp theo tại trường đại học hoặc cao đẳng. Học bổng 500 đô New Zealand cho học sinh học trung học. Phí ghi danh là 195 đô New Zealand. Phí ăn ở là ăn ở với gia đình người bản xứ là 195 đô New Zealand một tuần và 215 đô New Zealand đối với học sinh dưới 18 tuổi. Ở ký túc xá là 195 đô một tuần. Phí tìm chỗ ở là 175 đô New Zealand. Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với công ty Tân Đại Dương ở địa chỉ 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc là qua số điện thoại 38484879 hoặc là truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hoặc là tddvn.com. Xin chào!